Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món chân gà hấp hành nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình này khoảng 300 g chân gà này. Hôm nay mình dùng cho hai người ăn. Khoảng chục cái hành này. Hành thì các bạn để lại phần hành xanh này để khi mình hấp lên nhìn nó sẽ rất là đẹp mắt đấy. Không thì bình thường các bạn bỏ đến đây cũng được, nhưng mình muốn để vào thêm cái màu xanh ấy. Khoảng 10 cây hành này, một canh này, mì chính này và hạt tiêu này, mỗi thứ một thìa. Hoặc các bạn cho thêm hạt lêm cũng được. Bây giờ nhá, mình bắt đầu chế biến nhé. Chân gà thì các bạn ngâm với một quả nước cốt của một quả chanh này và nước lọc này. Các bạn ngâm khoảng 5 phút để cho chân gà trắng này. Khi ngâm xong thì bây giờ mình rửa lại sạch và mình đi hấp. Mình ướp với gia vị và mình đi hấp các bạn ạ. Ướp với gia vị khoảng 20 phút rồi mình mới đi hấp. Sau khi chân gà ngâm được khoảng 5 phút với chanh xong thì các bạn vớt ra để sạch như này nhé. Mình trộn này, bột canh này, mì chính và hạt tiêu với nhau rồi mình ướp nhé. Các bạn có thể cho thêm hạt lêm rồi mình bỏ bớt cái phần bột canh đi. Sơ chế chân gà thì rất là đơn giản thôi. Các bạn mua về các bạn bảo người ta lột sẵn da cho mình, và cái phần da màu vàng đi á, và mình chỉ cần sát với muối 2 đến 3 lần rồi xả sạch với nước là được. Rồi sau đó mình đi ngâm với chanh để cho chân gà nó sẽ được trắng hơn. Ở đây mình dùng 300 g chân gà thì đủ cho hai người. Món này là món nhậu các bạn, rất là ngon. Nếu mà gia đình có con em nhỏ mà các cháu thích ăn chân gà ấy, thì các bạn lưu ý là phải dùng kéo cắt hết cái phần chân này đi nhé, thì rất là dễ chọc vào miệng ấy. Được, bây giờ đợi cho ngấm khoảng 10 đến 15 phút rồi mình mang đi hấp nha các bạn nhé. Khi chân gà đã ướp xong rồi thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái vỉ hấp như này nhé. Các bạn cho chân gà vào. Các bạn hấp đến khi chân gà gần chín rồi thì các bạn mới cho hành lên trên để cho hành của chúng ta không bị nát quá. Rồi, bây giờ mình đi hấp khoảng 10 đến 15 phút này là được rồi, sau đó mình cho hành lên hấp thêm 5 phút nữa. Khi chân gà đã hấp được khoảng 10 đến 15 phút mà các bạn tùy chân to hay nhỏ các bạn, nên mình nói là 10 15 phút thì các bạn cho hành vào hấp thêm 5 phút nữa để cho hành chín nhưng không bị màu, không bị ngả vàng và hành ngấm xuống dưới chân gà tạo mùi thơm cho chân gà. Các bạn thấy không, sau khoảng 5 phút này hành cũng bắt đầu chín tới và màu rất là đẹp thế này. Chân gà của mình cũng chín rồi, bây giờ mình tắt bếp nhé. Và các bạn gắp ra đĩa. Đây là thành phẩm của mình đấy. Khi gắp ra đĩa mình bày lên này, nhìn chân gà rất là ngon đúng không các bạn? Chúc các bạn thành công với cách làm chân gà hấp lá chanh, chân gà hấp hành lá như này. Ăn ngon mà lại không có mùi thơm của hành, rất là ngon. Chúc các bạn thành công nhé.